Hôm nay mình review cái quạt nội địa so với quạt trong nước mình nha. Đầu tiên là mình nói về cái tụ nha. Tụ Việt Nam mình nó là cái tụ này dễ thay lắm. Việt Nam nhiều tụ là tụ của Trung Quốc nè, Trung Quốc sản xuất á. Khi mà cái quạt mình mà cảm thấy mình chạy yếu á, thay cái tụ này đi. Tại tụ này gọi là tụ đề cho nó quạt chạy. Còn cái tụ của Nhật á là cái tụ xưa giờ rồi, lâu rồi vẫn chạy tốt bình thường nha, khỏi thay, xài bền vững luôn đó. Hai tụ khác nhau. Cái thứ hai nữa là cái trục quay, trục quay là kéo lên đứng bỏ xuống thì chạy, kéo lên đứng bỏ xuống thì quay. Còn cái trục quay của hàng nội địa thì là nó nằm ở dưới này, tùy thứ loại nha. Loại này loại xưa thì nó nằm ở dưới chân này. Nó sẽ có góc 60 độ, góc 60, nó quay đúng góc 60, nó quay góc 90 và nó quay góc 120. Thì khi mình bật ra là nó vặn ở đây nè. Đó, nó sẽ tự động cho cái cổ quay mình ba chế độ quay. Rồi. Tiếp theo là đồng. Đồng hai con nhìn hai màu khác nhau không? Màu này là màu vàng, màu này là màu đỏ. Đó, đồng như đồng đỏ, đồng vàng. Đồng vàng thì nó rất là ít, ít lắm. Còn đồng này thôi rồi luôn, dày cui. Cái cọng nó cũng to nữa, thấy không? Đồng này nè, cọng nó nhỏ, cọng nó mảnh hơn, rất là thanh mảnh à. Như vậy hơn ha. Tụ trục, trục quay á, là cái trục này nó hơi bị trục quay của này lắm các bạn. Nó nằm phía trước đây nè, cái này bằng nhôm, cái này làm bằng gan chứ mà, gan mà nhìn nó sần sùi. Gan này nhìn đẹp mà. Nói chung độ nhẵn đẹp, tụ ngon, thiết kế ngoại hình cực kỳ cứng cáp. Còn cái này mà muốn đưa lên á, phải quặn này ra à, kiểu thôi. Ôi trời ơi, nhẹ, nhựa, phải dùng cái chân, lực chân xuống. Mình dùng lực chân xuống, còn loại này thì mình khỏi còn lực, dùng lực chân. Nhấn cái nút dưới này thôi, nhấn vô. Không, nó sẽ cao lên, nhấn nữa cao nữa, hết rồi, đó, ok, dây điện, kéo dây điện vào nè, ok, giờ thử độ quay nó nha. Thì êm lắm mọi người, tiếng quạt cực kỳ êm luôn. Hiện giờ chị em quạt đang quay nè, muốn cho nó ngừng đúng không? Mình quặn này quay công suất không nè, ngừng nè, đang quay này đúng không? Quay ngừng nè, đó, không? Muốn quay góc 60 á, nhấn này nè, nó sẽ đá vô cái nhông này, nó sẽ đá vô cái nhông. Lòn qua rồi, nó sẽ ngắn lại. Nó quay góc 60 thôi, nó không quay nhiều. Ngừng, quay lại hướng khác. Đó, à. Chuẩn nha mọi người. Con này mình bán luôn nha, hàng còn đẹp.
Đồ Nhật zin hết nha. Ok. Hàng Việt Nam nha.